Để đáp ứng cái nhu cầu của tất cả anh em thợ trên cả nước với mức độ 2021 thì công nghệ hiện nay thì chúng ta không thể làm bằng những cái kinh nghiệm bằng tay chân được, thì bắt buộc chúng tôi có những cái thiết bị chuẩn đoán như Motoken CE phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em. Món này đã được cập nhật về để đáp ứng cái nhu cầu. Đây là bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ nhé. Trên kia là Motoken TAT và Motoken chuyên nghiệp, đó là Motoken 7, để đáp ứng tất cả nhu cầu tất cả anh em thợ. Anh em lưu ý, có rất là nhiều anh em hỏi tôi là trên thiết bị Motoken CE thì có để hiệu chỉnh audio được hay không. Thì nhiều anh em cũng do là chính các anh em lại không có theo dõi Facebook. Tôi chia sẻ thì trên thiết bị Motoken chuẩn đoán phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ, đó là CE. Thì đây là chuẩn đoán full tất cả các dòng xe hãng xe, đặc biệt là đọc kia đi, Suzuki từ dòng xe AB Vision, rồi SH BC BCX chẳng hạn, hoặc là Vision 2021, và chúng ta có thể hiệu chỉnh theo nhu cầu của tất cả anh em thợ. Thì chúng ta mua thêm bộ cáp để hiệu chỉnh audio tua đồng hồ km bên trên. Và để hôm nay tôi lại test tiếp theo để cho anh em nhìn thấy kỹ hơn ở phía trên thiết bị Motoken CE. Thì trên đây chúng ta có thể hiệu chỉnh, cái này là đã có đi theo bộ full của nó, là không qua một thiết bị khác nhé. CE này chỉ là kết nối hiệu chỉnh audio độc lập, có nghĩa là kết nối trên thiết bị cầu dụng cụ cầm tay Motoken CE và trên cái cáp để chúng ta kết nối trực tiếp trên thiết bị, và chúng ta sẽ hiệu chỉnh audio đồng hồ km. Trên đây là dòng Honda, Bizo, Yamaha, SOM đều có những đồng hồ điện tử thì đều có thể hiệu chỉnh audio nha, mà trực tiếp nha anh em lưu ý, trực tiếp. Và hôm nay tôi sẽ thử test tiếp theo, mà tôi lấy cái ghế nha anh em để lưu ý. Đây, còn anh em nào có điều kiện, những cửa hàng nào có điều kiện, những anh em thợ có điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng Motoken TAT, là thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay, bắt đầu xuất phát năm 2021. Và đây là tôi đang ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang là nhà phân phối của Digital Auto, và tôi đã đường phân phối các thiết bị chuẩn đoán lỗi của Motoken đến từ Digital Auto để đáp ứng tất cả nhu cầu cho anh em thợ. Vì tại sao mà chúng tôi có thể làm được điều đó, cũng như chúng tôi cũng đang làm thợ như tất cả anh em. Về đây tôi sẽ có những cái xe và của khách hàng để tôi có thể hiệu chỉnh, và tôi có thể kết nối trên đó
và tôi sẽ test trên thiết bị, và có rất nhiều cái kinh nghiệm của chúng tôi đã có thể hỗ trợ cho tất cả anh em. À, cái Motorken xe phiên bản tiết kiệm chi phí là 7.800.000 anh em. Nếu mà anh em nào mua thêm cái bộ mà có nhu cầu, ở chỗ anh em á, có hiệu chỉnh audio tua đồng hồ km, thì cái giá nó thêm là 2 triệu thêm phụ kiện nhé, 2 triệu phụ kiện để chúng ta hiệu chỉnh audio theo yêu cầu. Còn công thì trên này tất cả mọi cái vẫn là chuẩn đoán lỗi này, full tất cả này, đọc EAD, SYNCHI đầy đủ hết nhé. Và bây giờ tôi sẽ test để cho anh em nhìn thấy kỹ hơn. Với mức độ thì anh em chưa có cái vấn đề là anh em không có nhu cầu về hiệu chỉnh audio, thì anh em chỉ cần một bộ này, sản phẩm Motorken CE là đã đủ để giải quyết tất cả mọi công việc. Cái điều quan trọng nhất là mình vẫn chia sẻ với các bạn đó là gì? Thứ nhất là chúng ta kiểm tra vấn đề tỷ lệ A trên hết, để chúng ta biết được giá trị cái xe của khách hàng. Xe của khách hàng có bị hụt ga đâu hoặc là hao nhiên liệu hay không. Cái quan trọng nhất là anh em cần phải có những thiết bị kiểm tra vậy mới chính xác cho tất cả anh em. Và đây tôi sẽ để giới thiệu tiếp theo với tất cả anh em. Cái gì kìa em ạ? Xe ly. Đèn xi nhan xe lít bên mấy, bên trái bên phải? Bên phải à? Cái bản này thì tất cả anh em có nhu cầu thì chúng ta có thể thêm một cái phụ kiện, một cái dây jack để chúng ta hiệu chỉnh audio tua đồng hồ km nhé. Đây là phụ kiện đi theo dùng kèm gồm cáp kết nối trên DLC để chúng ta kết nối. Đây là jack chúng ta đọc lấy mã ID rồi chúng ta kết nối trên những dòng xe Yamaha. Đây là cáp chúng ta đọc khối điều khiển ABS của dòng Yamaha, vì dòng Yamaha là cái khối điều khiển nằm độc lập nhé anh em lưu ý. Đây là cái cáp nguồn để chúng ta kết nối để cấp nguồn cho thiết bị. Và đây là cái cáp đi theo kèm trên thiết bị chuẩn đoán Motorken CE phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thôi. Thì ở trên đây là trên thiết bị Motorken phiên bản tiết kiệm đã đọc được gì? Full tất cả các hãng xe, đọc EAD, đọc khối điều khiển ABS. Là giá là 7.800.000 đồng, bao gồm tặng cho anh em một phần mềm Motorata giá 1.000.000 đồng. Và thứ hai nữa là phụ kiện gồm có những gì? Phụ kiện thêm, phụ kiện nhu cầu của anh em, đó là các bạn ở gần chỗ buôn bán xe, anh em cần cái nhu cầu là hiệu chỉnh audio tua đồng hồ km thì anh em có thể mua thêm phụ kiện. Phụ kiện là cái dây jack ấy, là các anh em chỉ có kết nối trực tiếp trên thiết bị nhá, không qua thêm phụ kiện như motor, mà chỉ có cái cáp để chúng ta hiệu chỉnh audio thôi. Anh em lưu ý cái cáp hiệu chỉnh audio chứ không cần phải thêm phụ kiện motor. Đây gồm là một cáp. Đây là hai cái cáp, đây là cái cáp để chúng ta đọc như là đây. Digitoto đã ghi sẵn hướng dẫn nào. Đây là jack đọc ID dòng xe SH Basic. Và tiếp theo đây là dòng Yamaha Ski. Đọc kia đi nhá anh em lưu ý. Thêm tiếp theo đây là của dòng Vision Vario Click. Thôi chắc điều này là mình lại phải ngưng lại, không thể nào chia sẻ với anh em tiếp theo vì quá nhiều xe. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì xe nó rất là đông, mình chưa có thời gian để chia sẻ với anh em được.
gì ạ? Đánh nhau à? Cái gì? Rap à? Chán lắm, đánh nhau đúng người lại dao giết không biết ghê vậy. Dao giết à? Đâm à? Cầm dao chơi nhau. Ghê quá. Xã hội giờ nó đụng xe một cái, quẹt xe thôi là đã là dao giết. Ghê quá anh em ạ. Đây. Tôi xin chào tất cả các anh em.